chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin điểm nóng tố tụng trong tuần của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin được phát trên website plo.vn, đồng thời được phát trên các kênh YouTube, Facebook, TikTok của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật sau đây. Bà Trương Mỹ Lan xin lại nhiều đồ dùng cá nhân để làm kỷ niệm. Ông chủ đậu phộng Tân Tân nhập viện, tòa lại hoãn xử. Xét xử vụ ngân hàng ở An Giang bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng. Ông chủ Tân Hoàng Minh được giảm 1 năm tù. Sau 2 tháng đến giúp việc nhà cho em, chị gái bị phạt 15 năm tù. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin chi tiết. Ngày 27 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi đối với những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án để làm rõ các vật chứng, tài sản, đồ vật thu giữ và các quyền tài sản của những người này. Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày quá trình điều tra bị kê biên nhiều tài sản, trong đó có 3 sổ tiết kiệm của con gái của bị cáo Lan để chi tiêu. Khi được hội đồng xét xử hỏi con gái của bị cáo Lan có mặt tại tòa không, bị cáo Lan cho biết hiện con gái đang đi chữa bệnh, không có mặt tại Việt Nam. Cạnh đó, bị cáo Lan nói quá trình điều tra đã bị thu giữ nhiều đồ dùng cá nhân như túi xách, áo quần, giày dép, hiện đang bị niêm phong. Bị cáo Lan xin hội đồng xét xử gỡ niêm phong vì để lâu sẽ bị hư. Trong số đồ vật này có 2 túi Hermes bạch tạng, một chiếc bị cáo Lan mua tại Ý và chiếc túi còn lại được một đại gia người Malaysia tặng. Bị cáo Lan cho biết những chiếc túi này giá trị không đáng bao nhiêu, muốn để lại cho con cháu làm kỷ niệm, mong hội đồng xét xử xem xét cho xin lại những chiếc túi này. Bị cáo Lan trình bày thêm còn bị thu giữ một số máy tính bàn. Những thiết bị này không liên quan đến vụ án, dùng để lưu trữ hình ảnh gia tộc của mình trong suốt 50 năm qua. Ngoài ra, lúc bị bắt trên người có đeo một bộ nữ trang do mẹ bị cáo tặng làm kỷ niệm và là vật may mắn, gồm bông tai, mặt dây chuyền và nhẫn có đính kim cương có trị giá hàng chục carat. Xin hội đồng xét xử xem xét kiểm tra lại. Theo hội đồng xét xử, những vật chứng đồ vật bị thu giữ sẽ có biên bản lưu hồ sơ. Hội đồng xét xử sẽ kiểm tra lại và đề nghị bị cáo Lan liên hệ người nhà kiểm tra lại. Đối với những tài sản liên quan tới bị cáo và ông Chu Lập Cơ đang bị kê biên, ngăn chặn, phong tỏa trong vụ án thì bị cáo không có ý kiến. Tương tự, bị cáo Trương Huệ Vân khai không nhớ rõ những tài sản đã bị thu giữ. Điện thoại, laptop của bị cáo Vân bị thu giữ là do người nhà giao nộp cho cơ quan điều tra theo yêu cầu. Bị cáo Vân xin lại 2 chiếc điện thoại nếu không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, vì trong đó chứa rất nhiều hình ảnh của 2 con của bị cáo và gia đình. Bị cáo Ngô Thanh Nhã, em dâu của bà Lan, xin hội đồng xét xử trả lại sổ tiết kiệm trị giá 10 tỷ đồng đã bị thu giữ trong quá trình điều tra để chồng bị cáo chữa bệnh, vì đây là số tiền mà bị cáo Nhã và chồng tiết kiệm được trong nhiều năm. Bị cáo Trịnh Quang Công xin nhận lại giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu và một máy tính xách tay, điện thoại và 6 tài khoản tại SCB tổng cộng 7 tỷ đồng. Đây là các tài khoản thanh toán nhận lương và có nguồn gốc từ thu thập tích lũy của bị cáo và vợ. Các tài khoản này đứng tên bị cáo nhưng có chia sẻ ID, password cho vợ bị cáo chi tiêu. Những bị cáo còn lại đề nghị hội đồng xét xử xem xét trả lại những đồ vật, tài liệu mà các bị cáo này cho rằng không liên quan đến vụ án như giấy tờ tùy thân, điện thoại, máy tính. Ông chủ đậu phộng Tân Tân nhập viện, tòa lại hoãn xử. Chiều ngày 26 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử bị cáo Trần Quốc Tân, 61 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh về 2 tội trốn thuế và không chấp hành án. Cùng với ông Tân, em trai của bị cáo này là Trần Quốc Tuấn, 56 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh cũng bị đưa ra xét xử về tội không chấp hành án. Ông Tân được nhiều người biết đến khi đã có nhiều năm gắn bó với thương hiệu nổi tiếng đậu phộng Tân Tân. Tại phiên tòa, chỉ có bị cáo Trần Quốc Tuấn, còn bị cáo Trần Quốc Tân vắng mặt do bị bệnh phải nhập viện. Vì vậy, trong phần thủ tục phiên tòa, phía luật sư bào chữa cho bị cáo Tân đề nghị hội đồng xét xử tạm hoãn phiên tòa. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa, thời gian xét xử lại sẽ thông báo sau. Theo cáo trạng, công ty cổ phần Tân Tân có 4 thành viên hội đồng quản trị là ông Trần Quốc Tân, ông Trần Quốc Tuấn và bà Châu Ngọc Phụng và bà Nguyễn Thị Thanh.
năm 2015, bà Nguyễn Thị Thanh có đơn khởi kiện đến Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đối với Hội đồng Quản trị của công ty này. Ngày 27 tháng 9 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương có bản án tuyên buộc công ty này phải triệu tập bất thường Đại hội đồng Cổ đông để bầu lại thành viên Hội đồng Quản trị theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng Quản trị vẫn không chấp hành. Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương đã có công văn kiến nghị khởi tố ông Tân, Tuấn và bà Phụng về hành vi không chấp hành án. Trong quá trình điều tra, Công an thành phố Dĩ An còn phát hiện ông Tuấn trốn thuế với số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Ngày 24 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử 19 bị cáo là giám đốc, nhân viên công ty thủy sản, lừa đảo chiếm đoạt 600 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank An Giang. Các bị cáo gồm Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc Công ty Việt An, Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh, Trương Minh Dầu, Giám đốc Công ty Minh Dầu, Nguyễn Viết Tuyên, Nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng An Giang, Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bách Phúc và các bị cáo là kế toán các công ty cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến năm 2014, Công ty Việt An, Công ty Bình Minh, Công ty Minh Dầu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Vietcombank An Giang. Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo chỉ đạo các phó tổng giám đốc, kế toán, nhân viên Công ty Việt An, Công ty Minh Dầu, Công ty Bình Minh, Công ty Việt Hưng, Công ty Bách Phúc lập nhiều hồ sơ chứng từ khống, lập hợp đồng mua bán xuất hóa đơn, chứng từ giả mạo, ghi danh số mua bán cá tra không có thực để rút vốn vay tại ngân hàng. Các chứng từ thể hiện tại 100 bộ hồ sơ rút vốn vay còn dư nợ đều là chứng từ giả mạo, hóa đơn ghi danh số mua bán nguyên liệu cá tra, mua thức ăn thủy sản không có thật. Tính đến ngày 21 tháng 12 năm 2020, thì Vietcombank An Giang còn bị thiệt hại số tiền vốn vay là hơn 600 tỷ đồng, trong đó công ty Việt An là gần 448 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, trong vụ án, bị cáo Thảo giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động của các công ty, và chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ khống. Ngày 25 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm và bồi thường thiệt hại về tài sản giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Quang Nhật và bị đơn là ban quản trị cụm chung cư Mastery Thảo Điền. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn về việc yêu cầu ban quản trị cụm chung cư Mastery Thảo Điền bồi thường vì bị bảo vệ khóa bánh xe. Ngày 31 tháng 7 năm 2023, ông Nhật đã lái xe ô tô đến cụm chung cư và được bảo vệ hướng dẫn đậu xe. Đến khi xong việc, ông Nhật phát hiện xe bị khóa bánh và yêu cầu bảo vệ mở khóa thì bảo vệ không thực hiện cho đến khi có công an xuất hiện giải quyết. Phía nguyên đơn cho rằng việc bảo vệ khóa bánh xe được thực hiện theo chỉ đạo của ban quản trị. Ngoài trường hợp ông Nhật, trước đó đã có nhiều trường hợp khác bị khóa bánh xe, bị xử phạt. Phía nguyên đơn trình bày thêm, sau khi sự việc xảy ra, ban quản trị đã đăng tải nhiều bài viết kèm hình ảnh cá nhân và xe của ông Nhật lên tài khoản Facebook có tích xanh Ban quản trị Mastery Thảo Điền. Phía dưới bài đăng có nhiều bình luận tiêu cực và gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến ông Nhật. Phía nguyên đơn yêu cầu ban quản trị cụm chung cư xin lỗi công khai tại nơi xảy ra vụ việc, bồi thường thiệt hại chi phí lập vi bằng 4 triệu đồng và thiệt hại về tinh thần. Yêu cầu ban quản trị và ban quản lý cụm chung cư liên đới bồi thường thiệt hại tài sản do có hành vi xâm phạm quyền sở hữu tài sản là 368.775 triệu đồng. Ngày 25 tháng 9, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo trong vụ án trái phiếu Tân Hoàng Minh. Trình bày nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ, ông chủ Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cho biết, ngay từ đầu, ông không hề có ý thức chiếm đoạt tài sản, phát hành trái phiếu chỉ có mục đích huy động vốn để đầu tư vào các dự án. Ông Dũng cũng nói đã khắc phục 100% hậu quả và cho rằng đó là niềm an ủi vì đã sai phạm thì phải sửa. Trong vụ án này, có 3 bị hại kháng cáo, nhưng trước khi mở phiên tòa phúc thẩm, có 2 bị hại rút kháng cáo. Người còn lại là bị hại Phạm Thị Tê, tên viết tắt. Phát biểu quan điểm tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng tòa án sơ thẩm xét xử đúng người, đúng tội, không oan. Tại cấp phúc thẩm, ông Dũng có thêm một số tình tiết giảm nhẹ, nên Viện Kiểm sát đề nghị giảm nhẹ cho bị cáo từ 6 đến 9 tháng tù và bác kháng cáo tăng hình phạt của bị hại. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử quyết định xử phạt ông Đỗ Anh Dũng 7 năm tù. Như vậy, ông Dũng được giảm 1 năm tù so với mức án sơ thẩm. Hội đồng xét xử cũng bác kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo
kháng cáo yêu cầu dân sự của bà T. Mới đây, Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm bản án dân sự phúc thẩm ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Thuận về tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vụ kiện này kéo dài đã 5 năm, giữ nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Phức, 82 tuổi, bị đơn là bà H, con gái bà Phức. Theo hồ sơ, căn nhà ở số 18, đường Tự Đức, thành phố Phan Giang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận do vợ chồng bà Phức tạo lập. Năm 2000, sau khi chồng chết, bà Phức được 4 người con đồng ý tặng lại toàn bộ phần thừa kế cho mẹ. Từ năm 2007 đến năm 2013, bà Phức nhiều lần dùng căn nhà trên để thế chấp ngân hàng cho các khoản vay của vợ chồng con gái là bà H. Mỗi lần vay ngân hàng, vợ chồng bà H chở mẹ đến văn phòng công chứng An Khang để ký hợp đồng thế chấp tài sản. Đến năm 2018, bà Phức yêu cầu vợ chồng con gái trả nợ ngân hàng để lấy giấy tờ nhà đất về, thì mới biết đã ký hợp đồng tặng cho tài sản trên cho bà H. Nhà và đất cũng được sang tên cho bà H. Bà Phức cho rằng mình tuổi cao sức yếu, không biết chữ, bị điếc lâu nay, đã bị con gái lừa ký hợp đồng tặng cho. Công chứng viên không đọc lại nội dung nên bà Phức không biết nội dung hợp đồng là tặng cho bà H nhà và đất. Bà Phức ủy quyền cho con trai khởi kiện ra tòa, yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà H. Bản án dân sự sơ thẩm lần 2 của Tòa án Nhân dân thành phố Phan Giang Tháp Chàm tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, tuyên bố hợp đồng tặng cho công chứng tại văn phòng công chứng An Khang vô hiệu. Tòa buộc bà H phải trả lại căn nhà số 18, đường Tự Đức cùng giấy tờ căn nhà cho bà Phức. Bà Phức có quyền yêu cầu cơ quan thẩm quyền điều chỉnh, biến động đối với căn nhà trên. Sau đó, bà H và văn phòng công chứng An Khang kháng cáo. Tòa phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo của bà H và văn phòng công chứng An Khang, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Bị đơn tiếp tục có đơn đề nghị giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm. Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hợp đồng tặng cho giữa bà Phức và con gái là đúng quy định pháp luật. Quá trình giải quyết vụ án lần 2, người đại diện của bà Phức không chứng minh được bà H lừa dối trong việc ký hợp đồng. Từ đó, quyết định kháng nghị đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm theo hướng sửa bản án phúc thẩm, không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, tạm đình chỉ thi hành án bản án phúc thẩm đến khi có quyết định giám đốc thẩm. Ngày 17 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Huỳnh Thanh Tèo 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chủ tiệm Apple. Theo cáo trạng, vào cuối tháng 6 2023, Tèo đến bán điện thoại nên quen biết ông T, chủ tiệm Apple ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tại thời điểm này, Tèo không có tiền để trả nợ và chi xài cá nhân. Vì vậy, bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông T bằng cách đưa ra thông tin gian dối là có đầu mối mua các loại thiết bị của Apple như điện thoại, đồng hồ, laptop của các cửa hàng bán đồ điện tử nổi tiếng với giá rẻ hơn từ 15 đến 30% so với giá niêm yết. Để tạo lòng tin với chủ tiệm Apple, Tèo kêu bạn gái đứng tên mua trả góp hai điện thoại để bán lại cho người khác lấy tiền tiêu xài cá nhân thì cô này đồng ý. Tuy nhiên, sau khi cô này mua điện thoại thì Tèo lấy mang đến cho ông T và nói hai máy trên mua lại của người mua trả góp cần tiền bán với giá rẻ hơn so với giá thị trường. Đồng thời, Tèo tự giới thiệu cô này là vợ của Tèo, là người trực tiếp quản lý việc mua bán và quản lý tiền, thỏa thuận việc ứng tiền mua bán thiết bị Apple chuyển tiền thông qua tài khoản của cô này và một số tài khoản của người khác do Tèo chỉ định. Để không bị phát hiện, khi nhận được tiền ứng trước mua máy của ông T chuyển đến, Tèo sử dụng chính số tiền này đến các cửa hàng bán thiết bị Apple mua thiết bị đúng hãng, đúng giá niêm yết sau đó giao cho T với giá rẻ. Giao chưa đủ số lượng với số tiền đã ứng, Tèo đưa ra lý do là chưa có hàng nên T tin tưởng. Chính vì vậy, chủ tiệm Apple đã nhiều lần ứng trước tiền cho Tèo. Chỉ hơn một tháng, từ ngày 4 tháng 7, 2023 đến ngày 7 tháng 8, 2023, ông này đã chuyển tiền cho Tèo tổng cộng hơn 9,7 tỷ đồng. Ngày 25 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Thị Thùy Dương 18 năm tù, Lê Thị Thu Hồng, chị gái đến giúp việc cho nhà của Dương 15 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Phạt Phạm Văn Tuấn 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt là 11 năm tù. Theo cáo trạng, vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 23 tháng 11 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Dương.
Qua khám xét, công an thu giữ hơn 38,6 gram ma túy loại heroin và nhiều đồ vật khác. Ngoài ra, công an thu giữ của Tuấn 0,0971 gram ma túy đá và heroin. Qua điều tra xác định, Dương bắt đầu mua bán trái phép chất ma túy từ tháng 5 năm 2023. Dương mua heroin của 3 người, tất cả đều chưa rõ lai lịch. Đầu tháng 10 năm 2023, chị ruột của Dương là Hồng đến phụ giúp việc nhà, rồi sau đó bán ma túy cho Dương khoảng 20 lần. Trong đó chỉ có một lần Hồng đưa ma túy trực tiếp cho người mua, còn lại đều thông qua Tuấn. Hồng giúp việc nhà cho Dương được trả tiền theo tuần, thứ Bảy và Chủ nhật thì Hồng về quê. Dương không có thỏa thuận tiền trả công bán ma túy cho Hồng, mà mỗi lần Hồng về quê thì Dương cho tiền từ 400 đến 500 ngàn đồng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Điểm nóng tố tụng trong tuần. Bản tin sẽ được phát vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị đón xem. Thông tin được cập nhật hàng ngày trên plo.vn và trên các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chúc quý vị và các bạn ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại.